Mình lại xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh xe máy Xuân Thiện của mình trên YouTube. Hôm nay thì trước khi mình chia sẻ với anh em cái sơ đồ mạch điện chính của xe ra nút dòng xe ổ khóa thông minh Smart Key nhá. Thì cái công đoạn đầu tiên của mình là cũng tranh thủ đóng gói máy Moto Cantab gửi về Phú Yên. Thì hôm nay mình lại tiếp tục nhận được một đơn hàng của anh Thắng ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Anh quyết định lấy một bộ máy Moto Cantab. Thì anh em biết rồi, máy Moto Cantab thì nó là dòng máy chẩn đoán của tương lai rồi, dòng máy cực kỳ hiện đại trên thị trường hiện nay. Thì riêng máy Moto Cantab thì anh lấy máy táp, còn máy tính bảng thì anh sẽ mua ngay tại địa phương mình, để không may có cái gì mà cần bảo hành thì anh em sẽ bảo hành ngay tại chỗ mình sinh sống, thì nó rất là thuận lợi tiện và anh em không phải gửi đi gửi lại, đúng không ạ? Đấy. Còn cấu hình máy tính bảng thì nhà sản xuất đã có hết tất cả ở trong này rồi. Anh em cứ theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất anh em mua nhé, là đúng chuẩn thôi. Đấy. Thì anh mua một bộ máy Moto Cantab phiên bản dùng trọn đời nhé. Những cái máy mà bản máy bản Moto Cantab này mà từ đại lý của mình cung cấp cho anh em thì tất cả đều là phiên bản dùng trọn đời. Anh em không phải trả phí nữa nhé. Cái phiên bản này thì nó là 17 triệu 300 nghìn nhé anh em nhé. Anh em không phải trả phí hàng năm nữa. Đấy, có những cái phiên bản máy táp rẻ hơn thì những cái phiên bản anh em phải trả phí hàng năm nhé. Đấy, nhưng mà mình lấy thì mình toàn nhập cái phiên bản dùng trọn đời thôi. Anh em không phải trả phí hàng năm nữa. Anh em cứ thế là dùng thôi nhé. Và mình vẫn tặng anh luôn 5 tập sách sơ đồ mạch điện lẻ tất cả các dòng xe. Đấy. Thì bây giờ là cái công đoạn đầu tiên của mình là đóng gói cho anh để mai mình gửi đi đi vào Phú Yên cho anh. Đấy, bởi vì là nay cũng chủ nhật không gửi được. Thì công ty vẫn cứ luôn khuyến khích anh em là nên mua cái máy tính bảng ở ngay tại địa phương mình sinh sống, thì không may máy tính bảng có trục trặc gì thì mình ra ngay tại chỗ nơi mình mua mình bảo hành nó nhanh hơn, đúng không ạ? Không phải gửi đi gửi lại nó mất thời gian. Đấy, xong mình đóng gói là mình mai là mình gửi cho anh thôi. Thì mình cũng qua video này cũng xin chân thành cảm ơn anh nhé, đã ủng hộ đại lý của mình. Đấy. Phần tiếp theo mình sẽ cũng chia sẻ luôn tới những anh em mà chưa có sơ đồ mạch điện. Anh em xem luôn cái mạch điện chính của con xe ra nút ổ khóa thông minh Smart Key nhé. Mình cũng lên bảng, lên sơ đồ của nó trên bảng đây rồi. Để anh em chưa có tài liệu thì anh em cũng tham khảo luôn nhé. Đấy. Còn anh em mà cần sơ đồ mạch điện lẻ thì anh em cứ liên lạc với mình. Mình sẽ có sơ đồ gửi tới anh em theo cái địa chỉ mà anh em cung cấp nhé. Thì với cái sơ đồ mạch điện chính của cái xe này thì cũng rất đơn giản thôi, đúng không ạ? Anh em nhìn đây, mình cũng để mình căn máy cho nó chuẩn đấy nhá. Anh em nhìn thì mình cũng đã lên sơ đồ của nó đây rồi, cũng rất đơn giản thôi, không có cái gì là cái khó đâu. Đấy, thì mà anh em có sơ đồ thì anh em khi anh em tìm những cái ban bệnh nó ví dụ như ở đứt cầu chì hoặc là nó mất nguồn như nào thì anh em tìm nó rất là dễ nhá. Máy để đây. Thì anh em thấy là gì? Với sơ đồ mạch điện ổ khóa thông minh Smart Key thì nó sẽ thêm tới SCU, có nghĩa là bộ điện ổ khóa thông minh, đúng không ạ? Thì loại ổ khóa thường thì mình cũng đã chia sẻ với anh em, thì anh em cũng đã nắm được rồi, đúng không ạ? Đấy, thì anh em thấy là gì? Điện ắc quy 12V được nối mát bằng dây màu đen. Đấy, và điện dương ắc quy được đưa lên dây màu đỏ và đi qua cầu chì chính 15A. Thế anh em thấy là gì? Cái sơ đồ trước mình chia sẻ với anh em, đây cũng chính là cái mạch sạc của nó luôn, mình vẫn để nguyên. Đấy.
điện máy phát được đưa lên hai đầu dây màu trắng đi thẳng về tiết chế chỉnh lưu. Điện dây màu đen đi ra mát khung, đây chính là mát sau khi đã chỉnh lưu. Và gì? Đây chính là cái dây sạc của nó từ tiết chế chỉnh lưu đi ra, dây màu đỏ và đi sạc điện cho ắc quy thông qua cái cầu chỉ chính 15A, đúng không ạ? Đấy. Và điện về cực dương của ắc quy, đây chính là cái cũng là cái mạch sạc của nó luôn. Đấy. Và cái cấu tạo cái đường dây từ máy phát điện đi ra. Đấy. Tiết chế chỉnh lưu này là dùng diode cầu, đúng không ạ? Cho nên là nó nắn cả hai nửa chu kỳ dòng điện, cho nên là cái hiệu suất nạp rất là cao. Tiếp theo, anh em thấy là điện dương ắc quy đi qua cái cầu chỉ chính 15A này thì một nhánh nó đưa lên ổ khóa điện, đúng không ạ? Còn một nhánh thì nó sẽ rẽ về một cái cầu chỉ phụ 10A chiếc khóa. Thì điện từ cái cầu chỉ phụ 10A chiếc khóa này đi ra thì nó vẫn là cái dây màu đỏ. Và anh em thấy nó cấp nguồn cho gì? Còi báo tìm xe đấy anh em nhé, chứ không phải còi xe. Còi báo rồi là gì? Nguồn chiếc khóa cho SCU, đây chính là cái bộ điều khiển khóa thông minh. Đấy. Tiếp theo, cái dây màu đỏ này anh em thấy gì? Đưa lên cụm đồng hồ, đây là nguồn của đồng hồ chiếc khóa và một nhánh đi về cái rắc đọc lỗi DLC nhá. Đây chính là cũng là nguồn ắc quy cho nuôi máy đọc lỗi đây. Ta tìm hiểu về cái đường dây đỏ đi lên ổ khóa điện, đúng không ạ? Khi ta bật ổ khóa điện thì lúc đi vào ổ khóa điện thì là một dây màu đỏ, nhưng mà đi ra thì anh em thấy có hai dây, đúng không ạ? Một dây là màu xanh lục sọc trắng và một dây là màu nâu. Thì anh em thấy là gì? Cái dây xanh lục sọc trắng này thì đây chính là nguồn cho SCU, nguồn sau khóa. Thì cái nguồn cho SCU này thì anh em thấy là nó bằng cái dây xanh lục sọc trắng và nó ở cái tiếp điểm 1 đi ra. Mình cứ tạm thời là ở cái tiếp điểm 1 và tiếp điểm 2 nhé, mình đánh số để cho nó dễ. Đấy. Thì cái tiếp điểm 2 này thì cũng là điện từ dây đỏ và nối sang dây nâu. Đấy. Và cấp nguồn tới kim phun, mô bin sườn, bơm xăng. Đấy. Thì ba thiết bị này là kim phun, mô bin và bơm xăng thì được ESM điều khiển bằng dây mát. Và dây nâu này cấp nguồn cho ESM, đây chính là nguồn cho ESM sau khóa. Tiếp theo, anh em thấy dây nâu này đi qua một cái cầu chỉ phụ 10A. Đấy. Và từ cầu chỉ phụ 10A đi ra thì vẫn là màu dây nâu. Đấy. Và từ dây nâu này sẽ cấp nguồn cho một loạt các thiết bị điện phía sau. Đấy. Một là cấp nguồn cho đèn sương mù. Đấy. Hai là đi tới công tắc chân chống cạnh. Ba là tới công tắc đèn phanh trước và công tắc đèn phanh sau. Đấy. Bốn là cấp nguồn cho gì? Đèn hậu. Đấy. Năm là cấp nguồn tới gì? SCU, bộ điều khiển khóa thông minh đây. Đấy. Sáu là gì? Tới rơ le sinh nhan. Đúng không ạ? Đấy. Bảy là tới gì? Cụm đồng hồ. Đấy. Tám là cấp nguồn cho đèn soi biển số. Và chín là đi về còi xe. Còi xe này thì còi xe chở mát rồi. Đấy. Và 10 là anh em thấy là đi qua một cái khớp nối thì sẽ từ dây nâu sẽ chuyển màu thành dây vàng sọc đỏ và gì? Tới công tắc đèn đêm. Đấy. Thì chỉ duy nhất cái mạch này thì anh em thấy là gì? Nó chỉ đi qua một khớp nối và đến công tắc đèn đêm thì nó chuyển màu thành dây vàng sọc đỏ thôi. Đấy, còn từ cái dây nâu này nó sẽ cấp nguồn cho một loạt các thiết bị điện ở đây. Đấy, thì anh em thấy là nó cũng rất dễ thôi, đúng không ạ? Đấy. Chỉ có duy nhất cái dây này thì thực chất nó cũng từ dây nâu và đi từ cái cầu chì 10A này đi ra. Thế nhưng mà nó chỉ cần qua một khớp nối nó đổi màu. Đấy. Thì anh em có sơ đồ thì anh em thấy là gì? Nó cũng thực tế thì nó cũng chỉ là từ cái dây nâu này mà đi ra thôi, đúng không ạ? Đấy. Hay nói một cách khác thì nó cũng từ cái chân cầu chì 10A sau khóa này đi ra thôi. Đấy. Cho nên ví dụ mà không may nó có bị đứt ở đâu đó. Đấy. Mà anh em có thể là ngại mổ đường dây, anh em có thể đi một phát từ cầu chì này đi thẳng về công tắc đèn được, đúng không ạ? Đấy, có thể mình sẽ bỏ qua những cái đoạn bị đứt ở trong đường dây mà mình không nhất thiết là mình phải bỏ hết cả một cái đường dây ra để mình tìm. Đấy là cái lợi thế của những anh em là có sơ đồ mạch điện, mà anh em nắm được cái đường điện nó xuất phát từ đâu đi ra để anh em có cái định hướng cho mình nó nhanh và cũng là để cho mình sửa chữa nó thuận tiện hơn. Đấy, mình đã phải đo, mình đã phải mò mẫm nó lâu, đấy, nó gây tốn kém thời gian, mất thời gian, đúng không ạ? Đấy. Thì với anh em cần sơ đồ mạch điện
in màu mà mạch lẻ như thế này thì anh em cứ liên lạc với mình nhé. Tất cả các dòng xe Honda, Yamaha, Suzuki, SYM hoặc là Peugeot thì mình đều có sơ đồ mạch điện lẻ, thì anh em cần sách như nào cứ kết bạn Zalo với mình sẽ tư vấn cụ thể cho nhé. Còn đặc biệt với anh em mua máy đọc lỗi thì anh em nào cũng vậy, anh em đã mua máy đọc lỗi cho mình thì mình đều tặng anh em 5 tập sách sơ đồ mạch điện in màu, mạch lẻ tất cả các dòng xe FI. Cái đấy thì anh em đã theo dõi kênh của mình, anh em cũng đều nắm được rồi, đúng không ạ? Đấy, và anh em bây giờ mua máy Motocan 7, anh em vẫn đang được tặng một Motobox nhé. Anh em mua máy Motocan 7 thì anh em bây giờ vẫn đang được công ty tặng một Motobox này, trị giá 6,8 triệu này. Đấy, và trước đây là như mình nói đấy, là mình phải mua đấy. Nhưng bây giờ anh em được tặng không cái bộ Motobox này nhé. Đấy. Và anh em nên nhớ là gì? Motocan 7 là chỉ có kết hợp với Motobox thì anh em mới phát huy được tất cả những cái tính năng nâng cao trên máy Motocan 7 thôi nhé. Đấy, còn Motocan 8 thì nó là dòng máy gọi là tích hợp liền hết tất cả rồi. Đấy, gói gọn ở trong bộ máy Motocan 8 rồi. Đấy, cho nên là nó cũng rất hay là như vậy. Và anh em mua máy Motocan 7 và Motocan CE, cái phiên bản tiết kiệm 7,8 triệu đấy, thì anh em đều được công ty tặng 1 năm sử dụng phần mềm Moto Data miễn phí nhé. Đấy, phần mềm tra cứu sơ đồ mạch điện đấy, rồi anh em tính toán mọi cái trên cái phần mềm. Là anh em có cái được tặng 1 năm là công ty gửi tặng anh em khi anh em mua máy Motocan 7 cũng như là Motocan CE. Đấy. Còn Motocan 8 thì anh em biết rồi, Motocan 8 là nó tích hợp sơ đồ mạch điện tất cả ở trên hệ thống máy táp rồi. Đấy, cho nên là nó liền hết, cho nên là rất hay. Và Motocan 8 thì kết nối với lại máy tính bảng bằng sóng Bluetooth đấy, nên là rất là thuận lợi tiện cho anh em. Đấy. Anh em nó không có nghĩa là anh em bê màn hình máy tính bảng ra chỗ khác anh em vẫn theo dõi được cái thông số trên xe của mình được, đúng không ạ? Đấy. Thì anh em cần nhu cầu về sách cũng như là máy như thế nào, hoặc là tất cả những cái dây rắc nhé, tất cả những cái dây rắc mà test các cảm biến CKP của dòng xe đề ACG hoặc là van ACV, ISC của Honda và Yamaha, và những cái dây mà kiểm tra ECU, anh em cứ liên lạc với mình nhé. Đặc biệt là cái dây mà kiểm tra SHI đấy, bây giờ ngày nay công ty ra cái dây mà để kiểm tra con ECU của dòng xe SHI thì anh em thấy là gì? Con xe SHI thì cái ECU của nó cũng rất là thỉnh thoảng rất hay là trục trặc. Đấy. Cho nên là anh em có máy Motocan 7 cũng như là Motocan 8 thì anh em nên đầu tư cho mình cũng những cái dây rắc để kiểm tra CKP này. Kiểm tra CKP dòng xe đề ACG này, rồi van ACV, ISC này, hoặc rắc để kiểm tra con SHI thì mình thấy là cũng rất là tuyệt vời đấy. Bởi vì là anh em chỉ cần rút rắc ra, anh em cắm vào con ECU, đúng không ạ? Cắm vào con ECU và anh em kiểm tra trên máy thì anh em biết được là ECU đấy nó có bị lỗi phần mềm hay là phần cứng hay không. Đấy, được báo ở trên Motocan 8 luôn. Đấy. Thì mỗi một cái rắc như thế này là 950.000 anh em nhé. Đấy, thì đặc biệt là con ECU của SHI thì mình thấy trong quá trình mình làm mình cũng thấy nó hay trục trặc lắm. Đấy, mà tất cả là anh em biết là cái hệ thống cảm biến của SHI thì gần như là nó tích hợp một số cảm biến vào trong ECU luôn, nó liền ở trong, anh em không nhìn thấy nó, đúng không ạ? Đấy, cho nên là anh em chỉ cần cắm dây, anh em test trên máy thì anh em biết ngay nó hỏng cái gì. Nó rất là thuận tiện cho mình trong quá trình chẩn đoán bệnh, sửa chữa mà rất là thuyết phục với lại những khách hàng. Đấy. Thì anh em cần như thế nào thì cứ liên lạc với đại lý xe máy Xuân Thiện của mình nhé. Thì mình cũng xin tạm dừng video đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.